mất hết rồi, may còn được mấy đứa con. Rất là sốc mà. Chia sẻ với đồng bào phía Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đêm nhạc cây quỷ Nghĩa Tình Phương Nam sẽ được tổ chức để kết nối và lan tỏa tình yêu thương của mọi người dành cho đồng bào mình và quyên góp ủng hộ cho công tác khắc phục hậu quả của bão lũ. Cầu truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Lào Cai trong đêm nhạc sẽ mang những hình ảnh mới nhất từ làng Nũ gửi tới khán giả, giúp mọi người hiểu rõ hơn những mất mát, đau thương mà người dân vùng núi phía Bắc phải gánh chịu. Đồng thời, người dân vùng bão lũ sẽ cảm nhận được rõ hơn, nhiều hơn những tình cảm sâu nặng, nghĩa tình của người dân phương Nam. Đêm nhạc Nghĩa Tình Phương Nam có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng như danh ca Elvis Phương, Cẩm Vân, Khắc Triệu, Hồng Nhung, Quang Dũng, Lệ Quyên, Thanh Hà, Phương Uyên. Có những nghệ sĩ đang lưu diễn nơi xa đã chủ động về tham gia chương trình với ước mong sẻ chia trước những mất mát, khó khăn với đồng bào mình theo đúng tinh thần Nghĩa Tình Phương Nam. Toàn bộ số tiền thu được sẽ công khai tại chương trình và chuyển về quỹ Tấm Lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam để chung tay tái thiết làng Nũ, giúp bà con sớm an cư, ổn định cuộc sống. Chương trình sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2024 tại La La Land, số 86 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9, Đài Truyền hình Việt Nam. Số điện thoại đặt vé 090-164-5656 La La Land hoặc 028-382-73778 phòng trà không tên. Mời quý vị và các bạn tham dự và đón xem.